Năm 2020 là mốc thời gian Việt Nam Hoa Kỳ kỷ niệm 25 năm bình thường hóa quan hệ. Nhằm tiếp tục đẩy mạnh hợp tác thương mại đầu tư, Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ ASEAN USABC sẽ đồng hành và hỗ trợ Việt Nam trong việc tăng cường hợp tác đầu tư đẩy mạnh xuất khẩu là khẳng định của ông Alexander Femen, Chủ tịch USABC tại buổi làm việc với lãnh đạo Bộ Công Thương. Tại buổi làm việc Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho biết Năm 2019, kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam Hoa Kỳ đã đạt con số trên 70 tỷ đô la Mỹ. Hiện các công ty Hoa Kỳ đứng thứ 11 trong số các quốc gia vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam với tổng số vốn trên 9,2 tỷ đô la Mỹ. Bất chấp dịch bệnh COVID-19 đang diễn ra phức tạp trên toàn cầu, phái đoàn 45 doanh nghiệp lớn và đoàn doanh nghiệp cấp cao ngành khoa học đời sống và y tế trực thuộc Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ ASEAN sang Việt Nam tìm kiếm cơ hội mở rộng hợp tác đầu tư kinh doanh. Lần này đã thể hiện sự tin tưởng của Hoa Kỳ trong công tác phòng chống dịch bệnh cũng như môi trường đầu tư kinh doanh. Phái đoàn doanh nghiệp Hoa Kỳ sang Việt Nam lần này trong khuôn khổ hoạt động thường niên của Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ ASEAN nhằm trao đổi về quan hệ hợp tác kinh tế thương mại giữa Việt Nam Hoa Kỳ, đề xuất xác định cơ hội đầu tư mới, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam là nước chủ tịch ASEAN 2020 và Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc nhiệm kỳ 2020-2021 theo đó hai bên nhất trí tăng cường đối thoại hợp tác trao đổi thông tin nhằm xử lý kịp thời các rào cản thương mại duy trì đà phát triển tốt đẹp của quan hệ kinh tế thương mại giữa hai nước hiện nay